Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất nổi bật của 5 chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Ninh Dương Lan Ngọc đỉnh cao nhất. Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 là một trong những chương trình truyền hình thực tế hot nhất thời điểm này. Tại đây quy tụ 30 nữ nghệ sĩ Việt Nam hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực giải trí. Nếu như lĩnh vực ca sĩ có những thành tích nổi bật như Lệ Quyên, Mỹ Linh, Hồng Nhung, thì lĩnh vực diễn viên cũng có những ngôi sao có sự nghiệp diễn xuất nổi bật. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm qua 5 chị đẹp có sự nghiệp diễn xuất nổi bật nhất nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc từng là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, đồng thời cô là cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Vào giai đoạn 2008-2009, khi còn là sinh viên, Lan Ngọc đã tham gia một số phim quảng cáo và video ca nhạc cho một số ca sĩ chưa thật sự có tên tuổi. Cô còn đảm nhiệm vai phụ phim truyền hình Gia đình phép thuật. Dẫu vậy, đến vai diễn nương trong phim điện ảnh Cánh đồng bất tận, nữ diễn viên sinh năm 1990 mới tạo được tiếng vang. Bộ phim khiến tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn, thậm chí vai diễn này còn giúp Lan Ngọc nhận về 4 giải thưởng. Sự thành công này đã giúp Lan Ngọc trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn gửi vàng. Trên cả ngách truyền hình và điện ảnh, các bộ phim tiếp theo của cô bao gồm Mệnh lệnh Hoa hồng, Long ruồi, Hành trình. Tính đến nay, Lan Ngọc cầm trong tay 11 giải thưởng cùng hàng loạt đề cử. Những thành tựu này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của Lan Ngọc trong quá trình làm nghề, ngày một khẳng định tên tuổi. Đặc biệt, Lan Ngọc còn được mệnh danh là Quý cô trăm tỷ với hai tác phẩm đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng là Cua lại vợ bầu và Gái giả lắm chiêu bà. Bên cạnh sự nghiệp danh tiếng, Lan Ngọc từng trở thành tâm điểm khi nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với cựu thành viên 365 ST Sơn Thạch. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã khẳng định họ là bạn thân lâu năm. Song nổi bật nhất là sự nghi vấn về mối quan hệ giữa cô và ca sĩ Chi Dân. Nhiều lần dân mạng đưa ra bằng chứng, thể hiện cặp sao bí mật hẹn hò. Mới đây nhất, Lan Ngọc đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên trang cá nhân. Diệu Nhi. Diệu Nhi bắt đầu sự nghiệp của mình khi là sinh viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã gia nhập vào đội diễn viên của sân khấu kịch 5B và tham gia vào vở kịch Trò chơi của quỷ. Sau đó vào cuối năm 2011, cô chuyển sang sân khấu thế giới trẻ và bắt đầu chặng đường mới trong lĩnh vực sân khấu. Nhờ những thành công liên tiếp trong các tác phẩm sitcom đình đám, Diệu Nhi đã được vinh danh là nữ hoàng sitcom với tình cảm yêu mến từ phía khán giả. Với phong cách diễn xuất tinh tế, hài hước và độc đáo, cô đã tạo nên dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ. Diệu Nhi không chỉ gây ấn tượng với tài năng mà còn với tính cách hiền lành, đơn giản và duyên dáng. Từ nhỏ cô đã thể hiện khiếu hài hước, tuy nhiên sự hiền lành của cô cùng với những áp lực trong showbiz khiến cô trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên sự chăm chỉ và kiên định đã giúp Diệu Nhi vượt qua mọi khó khăn và tạo dựng vị trí của mình trong ngành. Diệu Nhi không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực diễn xuất mà còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thành công như Vừng ơi mở cửa ra, Bước nhảy hoàn vũ, Người ấy là ai, Bảy nụ cười xuân, dòng ai và Sao nhập ngũ. Với nỗ lực không ngừng, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2016 được coi là một năm thành công đặc biệt đối với Diệu Nhi. Cô đã nhận được giải Mai Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên sân khấu với vai diễn Thảo trong vở kịch Ma nữ si tình. Thành công tiếp đến với cô các năm sau đó qua các vai diễn trong các phim sitcom và điện ảnh như Gia đình là số 1, Thứ hai không hại được ai, Tôi là Tư Hậu, Thập Tam Muội và nhiều tác phẩm khác. Với sự phát triển không ngừng, Diệu Nhi hứa hẹn sẽ tiếp tục ghi dấu ấn của mình trong làng giải trí Việt. Từ một cô gái bình thường, cô đã trở thành một biểu tượng nổi bật, mang lại niềm vui và tiếng cười cho hàng triệu người yêu nghệ thuật. Quỳnh Nga. Quỳnh Nga tốt nghiệp ngành Đại học Văn hóa và ngành Quản lý Văn hóa năm 2010. Tuy nhiên, nhờ nhan sắc xinh đẹp và niềm đam mê với nghệ thuật, cô đăng ký tham gia cuộc thi Miss Audition và trở thành thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất tại đêm gala Miss Audition 2007. Nữ diễn viên xuất sắc chiến thắng ngôi vị quán quân của Miss Audition 2007. Bước ra từ sân chơi nhan sắc, Quỳnh Nga được mời tham gia bộ phim Lập trình cho trái tim do công ty FPT Media sản xuất. Bộ phim nổi tiếng này giúp tên tuổi Quỳnh Nga lên như diều gặp gió. Cô được khán giả yêu mến gọi bằng cá sấu chúa cho đến tận bây giờ. Không chỉ diễn xuất, Quỳnh Nga còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Cô cùng nam ca sĩ Khánh Phương kết hợp ăn ý với nhau trong nhiều sản phẩm như Tình yêu không đắn đo, Hình bóng của cây, Gió đông ấm áp, Lời hứa mùa đông, Ngàn lần khắc tên em. Ngoài ra, Quỳnh Nga ra mắt nhiều sản phẩm solo như Đành nói lời chia tay, Có lẽ, Quên đi thói quen, Quá khứ không thể quên.
Đặc biệt, nữ ca sĩ đầu tư cho album True Love có kinh phí lên đến 1,5 tỷ đồng, ra mắt vào tháng 11 năm 2012. Hình ảnh nữ tính dịu dàng của Quỳnh Nga giúp cô được khán giả yêu mến. Tú Vi. Lê Thị Tú Vi được biết đến với nghệ danh Tú Vi là một trong những diễn viên nổi tiếng đời đầu tại Việt Nam. Cô sinh vào năm 1986 và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tú Vi đã để lại dấu ấn đáng nhớ trong làng giải trí bằng những vai diễn xuất sắc trong các bộ phim truyền hình và cũng là một ca sĩ có giọng hát đáng ngưỡng mộ. Tú Vi trở nên nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình phía Nam nước Việt Nam. Cô đã thể hiện nhiều vai diễn chính đáng nhớ trong các bộ phim như Cổng Mặt Trời, Đâu Phải Chia Ly, Một Thời Ta Đuổi Bóng và Vì Yêu. Tài năng diễn xuất sắc của cô đã thu hút sự quan tâm của khán giả và giới chuyên môn. Ngoài diễn xuất, Tú Vi còn có một giọng hát tuyệt vời. Cô đã tham gia vào lĩnh vực âm nhạc và cho ra đời nhiều ca khúc ấn tượng. Một trong những sáng tác nổi bật của cô là bản pop ballad Định Mệnh Nào Cho Em của nhạc sĩ trẻ Dương Khắc Linh. Ngoài ra, Tú Vi đã phát hành nhiều ca khúc đáng chú ý bao gồm Mong Lời Yêu như là Cơn Gió Qua, Giấc Mơ Của Tôi, Nếu Xa Nhau, bài ca Tình Yêu, Lặng Thầm Một Tình Yêu, Nơi Đây Vắng Anh và Giang Cầu. Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh từng ghi điểm với khán giả khi tham gia cuộc đua kỳ thú và giành quán quân. Ngay sau đó, cô tiếp tục thử sức với phim ảnh. Tuy nhiên, những vai diễn cô thể hiện rất mờ nhạt, không tạo được dấu ấn riêng. Đầu tiên, cô tham gia phim Lục Vân Tiên, Tuyệt Đỉnh Cung Phu. Diệp Lâm Anh đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim này. Cô biến hóa với hai tiếp nhân vật, đồng thời phải thay đổi tạo hình liên tục. Vì phải diễn hai vai, nên Diệp Lâm Anh gặp nhiều khó khăn diễn xuất. Vừa phải diễn nét mặt của một cô tiểu thư đại các kiêu sa, vừa tỏ vẻ bí ẩn để gây sự tò mò. Điều này đòi hỏi Diệp Lâm Anh phải cố gắng nỗ lực để có thể truyền tải ý đạo diễn muốn gửi gắm. Dù mất rất nhiều thời gian công sức để quay, cũng như liên tục thay đổi trang phục, cách diễn, nhưng khi phim ra mắt, Diệp Lâm Anh dù lột tả tốt tâm lý nhân vật, nhưng lại không nhận được đánh giá cao về vai diễn. Thậm chí khán giả chỉ tập trung soi sạn của phim. Tiếp theo là Siêu Nhân X. Đây là một bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, có sự tham gia của Thanh Hằng, Ngô Kiến Huy, Phạm Anh Khoa. Nhân vật của Diệp Lâm Anh trong Siêu Nhân X là nữ tướng cướp, mang tên Thủy Tiên. Cô thực hiện phi vụ ăn cắp viên kim cương của tiểu thư nổi danh sang chảnh Kỳ Kỳ. Xuất hiện trong một bộ phim hài Tết trong vai phản diện, tạo hình của Diệp Lâm Anh cũng rất độc lạ. Với bộ đồ bó sát, khoe cơ thể gợi cảm và gương mặt make-up lạ lẫm, để tham gia phim, Diệp Lâm Anh phải trải qua thời gian học võ và luyện tập khá lâu. Có ai ngờ vận may vẫn chưa mỉm cười, phim ra mắt mọi người chỉ quan tâm đến diễn xuất của Thanh Hằng và Ngô Kiến Huy. Người xem hầu như quên mất sự hiện diện của Diệp Lâm Anh với những màn đấm đá không thua kém bất kỳ đàn nữ nào. Sau đó đến phim Vệ Sĩ Sài Gòn. Trong phim, sự xuất hiện của Diệp Lâm Anh chớp nhoáng, không đủ để khán giả nhớ rằng cô có tham gia. Cô gây ấn tượng với những pha hành động, biểu cảm đa dạng và kết hợp ăn ý với Thái Hòa. Người ta chỉ biết đến Diệp Lâm Anh có mặt trong Vệ Sĩ Sài Gòn nhờ ngày ra mắt phim, cô gây sốc với gương mặt sưng phù. Sự nghiệp diễn xuất phim ảnh của Diệp Lâm Anh chỉ vỏn vẹn vài ba phim, không đủ để khán giả gọi cô với danh xưng diễn viên.